Kết thúc một khung trời hoa mộng của 12 năm đàn sách bên góc phượng già, bên ghế đá sân trường, những cô cậu học sinh lại náo nức chuẩn bị cho một chân trời tri thức mới. Con đường bước vào giảng đường đại học đủ gần với những ai luôn phấn đấu học tập, song cũng đầy khó khăn với những mảnh đời không được may mắn, ngày đêm trăn trở những nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Trong ánh mắt xa xăm của những mảnh đời ấy, nỗi lo không chỉ dừng lại ở câu hỏi sẽ học ngành gì, mà còn là làm thế nào để được học, kinh phí đâu ra để theo đuổi việc học. Rong ruổi trên những con đường đầy nắng gió, chúng tôi tìm về với những ngôi nhà lụp xụp nơi quê nghèo, tìm về những tấm gương vượt khó đã nỗ lực vượt vũ môn hóa rồng. Nơi đó, niềm vui đầu đại học chưa kịp bừng lên trong mắt những cô cậu học trò nhỏ đã chợt chùng lại với những nhọc nhằn cuộc sống. Nỗi lo cảnh nghèo khó, nỗi đau vì tật nguyền khiến các tân sinh viên dù đầu đại học với điểm số cao vẫn phải đắn đo với nhiều dự định, mơ ước. Kính thưa quý vị và các bạn, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vốn nổi danh là một mảnh đất hiếu học với những tấm gương vượt khó và điển hình đó là tấm gương của tân sinh viên Phan Thị Thu Thảo. Hiện tại chúng tôi đang đứng tại ngôi nhà của tân sinh viên này và hành trình của Thu Thảo đến với giảng đường đại học là một con đường rất dài với những gian nan và thử thách. Thu Thảo đã vượt qua cả một kỳ thi đại học đầy những căm go để có thể trở thành tân sinh viên của trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng niên khóa 2013. Hãy cùng chúng tôi khám phá cuộc sống của cô tân sinh viên đầy nghị lực này các bạn nhé. Thi đỗ vào ngành Việt Nam học với điểm số 24, Phan Thị Thu Thảo cũng là thí sinh có điểm số đứng đầu trong các thí sinh thi vào ngành này. Thế nhưng, cô học trò quê ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam đã từng có dự định bảo lưu điểm để học sau vì gia cảnh quá nghèo khó. Từ hơn 7 năm nay, chú Phan Văn Anh, cha Thảo gần như ở hẳn trong bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận. Chú Anh phát bệnh từ năm 2006. Từ đó, mẹ Thảo cũng bắt đầu những chuỗi ngày trường kỳ nuôi chồng nằm viện. Chị gái Thảo năm đó đang học lớp 12, phải nghỉ giữa chừng để ở nhà thay cha mẹ lo cho các em. Cuộc sống của cả gia đình 7 người chỉ trông vào mấy sào ruộng ở quê. Sự khó khăn đè nặng lên vai cả gia đình và cô học trò nhỏ bé. Vì vậy, đầu đại học đối với Thảo là niềm vinh dự, nhưng đồng thời cũng là một gánh nặng to lớn. Khi mà biết thổ đạo đại học thì cô mừng cái lắm, cô viết trái của nó với bà hắn là thổ đạo. Anh kêu mừng mà biết là lo chẳng học. Cứu này cho con đạo bò rớt rồi. Khó khăn là vậy, gian nan là vậy, nhưng khi được hỏi có khi nào những khó khăn làm em chùn bước không, Thảo mạnh mẽ khẳng định sự quyết tâm của mình. Thì em thấy qua những mối đam từng cực khổ của em, không muốn cuộc đời mình cứ lẳng quẳng bên các gà các cút, nên em muốn cứ chỉ có học mới giúp em thoát con khỏi cảnh nghèo mà có tương lai với lại học để em có thể sau này còn nuôi được mấy đứa em đi học, thế nuôi qua những mối cũng như nội nữa. Có lẽ động lực to lớn giúp Thảo nỗ lực vượt lên hoàn cảnh là những lời yêu thương của cha, là sự quan tâm giản dị và chân thành của mẹ, là trách nhiệm của người chị đang lo toan cho cả gia đình. Chia tay tân sinh viên Thu Thảo, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến với một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó và nỗ lực học tập của cậu học trò đầy bản lĩnh Phạm Phú Thịnh. Từ bé, bác sĩ đã chẩn đoán cậu bị dị dạng giác mạc, đục thủy tinh thể bẩm sinh. Mắt chỉ mở được he hé, lòng đen bé xíu như hạt gạo, nhưng Phạm Phú Thịnh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và tạo nên kỳ tích với điểm số đầu đại học khá cao. Thịnh lớn lên trong sự yêu thương, bảo bọc của cha mẹ và chị gái. Niềm tin và nỗ lực của Thịnh dành cho việc học ngày càng cao. Dù khó khăn có khi đã thấm âm ỉ vào cuộc đời mình, Thịnh vẫn luôn nở một nụ cười rất tươi. Chúng tôi hiểu rằng, sâu trong trái tim em, niềm vui vẫn luôn hiện diện bất chấp mọi trớ trêu của số phận. Em khi học cấp 3 thì em có một vị thầy dạy toán là thầy Phan Nhật Đức đã truyền lửa cho em và giúp em bước vào con đường lập sinh. Suốt những năm tiểu học, phổ thông, Thịnh luôn nằm trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi của huyện, tỉnh. Cậu đậu đại học trong niềm hân hoan lẫn lo lắng của cả gia đình. Nỗi lo lắng ấy đọng lại trên đôi mắt mệt mỏi như chói ngời niềm tin của người mẹ tảo tần sớm khuya. Cô ngay con đậu đại học thì cô mừng mà cô lo. Cô lo là bước tới trước đây là thứ nhất á, là hai vợ chồng cô thì làm năm mà ba đứa con đang đi học. Hai đứa ví dụ vô được đại học, Thịnh vô đại học nữa thì hai đứa đại học, một đứa cấp 3. Mà trong đó Thịnh thì mắc mũi là không thi đường để đây. Cô nói là
với Thịnh là cũng lo, mà một cái gánh nặng là ví dụ giờ cô phải đi theo để dìu dắt Thịnh cho đến cái sự ước mơ thành của Thịnh. Mang trong mình căn bệnh quái ác, nhưng Thịnh không vì thế mà xa lánh bạn bè hay tự cô lập mình. Vì vậy, lúc nào Thịnh cũng được mọi người yêu mến và tôn trọng. Ngày nhập học, mẹ Thịnh ra tận Đà Nẵng thuê phòng trọ để chăm sóc con học hành. Khó khăn lại chồng chất khó khăn, nhưng hy vọng rằng với tất cả niềm tin, nghị lực và quyết tâm, Thịnh sẽ luôn là niềm tự hào của cha mẹ, là tấm gương hiếu học cho mọi người noi theo. Tạm biệt những tấm gương vượt khó trong học tập, chúng tôi lại tiếp tục đến thăm và tìm hiểu những tân thủ khoa của Trường Đại học Sư phạm khóa 2013. Những nỗ lực và đam mê của các bạn luôn là điều đáng để chúng ta học tập. Đậu sư phạm toán với điểm số 27, Lê Thị Thu Nguyệt là thủ khoa khoa toán của trường và cũng là một trong 23 sinh viên đạt điểm cao nhất toàn trường năm nay. Nguyệt sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống đam mê toán học. Dường như, niềm đam mê nghề giáo đã thấm nhuần trong tư tưởng của Nguyệt ngay từ nhỏ. Em đỗ hai trường đại học là Đại học Y Huế và Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Tuy nhiên, em quyết định chọn Đại học Sư phạm Đà Nẵng trước hết là vì em đam mê nghề giáo, từ nhỏ đã thích đi dạy. Năm học mới này, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng cũng hân hoan đón 4 thí sinh tuyển thẳng vào các ngành sư phạm vật lý, sư phạm địa lý, sư phạm lịch sử và sư phạm hóa học. Đối với nhiều người, ngành sư phạm không phải là một lựa chọn tối ưu để phát triển và làm giàu, song cô học trò Phạm Thị Thanh Dung lại có một niềm đam mê mãnh liệt với nghề giáo. Được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm ngành sư phạm địa lý với giải nhì quốc gia, Thanh Dung đã đặt chân vào cổng trường đại học trong niềm vui, niềm hân hoan to lớn. Em chọn ngành sư phạm địa lý vì em rất là thích môn học này. Em thích từ năm học cấp 2 lên cấp 3 thì được thầy cô dạy dỗ rất là tận tình nên em càng lúc thì càng yêu thích nhiều hơn. Vào trường thì em mong muốn là sẽ học tập thật tốt và sau này thì trở thành một cô giáo dạy môn địa lý. Đối với những tấm gương nghèo vượt khó hoặc những tài năng học tập xuất sắc kể trên, ban lãnh đạo trường luôn thể hiện sự quan tâm và ủng hộ nhiệt thành. Riêng khóa 2012-2013, nhà trường đã trích gần 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách hỗ trợ học bổng cho sinh viên. Về học bổng ngoài ngân sách, nhà trường cũng thu hút được gần 500 triệu đồng từ các đơn vị tài trợ quỹ, hội doanh nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho sinh viên. Cụ thể là các học bổng từ Quỹ Phát triển Sư học Việt Nam của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, học bổng Tình Thương Việt của Quỹ Tình Thương Việt, học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên, học bổng Đồng Hành của nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp, học bổng Valet của tổ chức Gặp Gỡ Việt Nam, học bổng của tập đoàn Kumho Asian. Như vậy có thể thấy rằng Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên. Đặc biệt, nhà trường không để bất kỳ sinh viên nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không tiếp tục được học. Kể từ năm học 2013, nhà trường sẽ dành một khoản kinh phí để trao thưởng cho những tân sinh viên có điểm thi tuyển cao vào trường. Ngoài ra, sẽ tăng cường vận động nhiều hơn nữa các tổ chức, cá nhân trong nước cũng như quốc tế, trao nhiều suất học bổng thường niên cho sinh viên, nhất là những sinh viên khuyết tật, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng cho những sinh viên có kết quả học tập giỏi, xuất sắc hàng năm. Ngoài việc tập trung cho học tập, nghiên cứu khoa học, sinh viên còn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, bồi dưỡng các kỹ năng mềm, tham gia các hoạt động xã hội bổ ích và có ý nghĩa. Mục tiêu của nhà trường là sẽ đào tạo đội ngũ sinh viên vững vàng về nghề nghiệp, rộng về kiến thức, có đủ kỹ năng để hoàn toàn tự tin bước vào nghề nghiệp và cuộc sống. Vâng, với tất cả những gì nhà trường và xã hội đang cố gắng để hướng tới, thì các bạn sinh viên của chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng một điều rằng trên con đường đến với tri thức, các bạn không hề đơn độc mà vẫn luôn có những vòng tay để chào đón những tấm gương hiếu học. Và trên hết, nhà trường muốn gửi gắm đến các bạn sinh viên của chúng ta một thông điệp rằng hãy luôn luôn cố gắng học tập, rèn luyện, vượt qua những khó khăn trước mắt để có thể đạt tới những thành công vượt bậc trong tương lai.